Alo. Chào tất cả mọi người. Mọi người thấy cái đôi giày mình có gì lạ không? Đó, đôi giày hai chân này nè. Thấy cái gì lạ không? Hay mình cho mình ý kiến nghe. Đó. Em cho cua lọc à mà. Đã hả bơ gà lâu lâu cho chị ta gì. Dạ mình đi xài. Nếu mọi người cho thấy đôi giày thấy lạ thì cho ý kiến là lạ thì chỗ nào nha. Ông bà này nó cười lăng, cười lăng luôn. Nó thấy nó đôi giày nó lạ rồi đầu nó cười lăng lộn luôn đi mà. Tự nhiên nó phát hiện ra là cái đôi giày. Em chỉ tùy đèo cho. Ha 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 ha!